Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với bản tin nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường trên kênh tin tức hot FC độc lập Hồ Văn Cường hôm nay. Và cháu con em là Quỳnh Thi, người luôn đồng hành cùng quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị thân mến, sau live show 30 tháng 4 tại Đà Lạt của em Hồ Văn Cường lại xuất hiện những trang tin bẩn. Họ chuyên đi mổ sẻ về giọng hát của nam ca sĩ khiến cho người hâm mộ không khỏi bức xúc. Họ cho rằng giọng hát của Cường bị chinh phô, không còn ngọt ngào và cao như trước. Theo nhìn nhận của Quỳnh Thi, đây là những trang tin chuyên viết theo đơn đặt hàng, nhằm hạ bệ độ hot của Cường với khán giả, chứ họ chưa thử một lần nghe qua Cường hát trực tiếp tại các live show. Có thể nói rằng những kẻ có tâm địa xấu xa, họ chưa bao giờ từ bỏ ý định ngăn cản bước tiến của ca sĩ Hồ Văn Cường trong tương lai, vì quá sân si nên họ lại quên mất một điều. Với xã hội ngày càng phát triển như hiện nay, trình độ dân trí ngày càng vượt bật, thật giả không bao giờ lẫn lộn, cũng như các tụ điểm ca nhạc các phòng trà lớn nhỏ. Bất kỳ một ca sĩ nào có sức hút mạnh đối với khán giả là cái tên của ca sĩ đó được các phòng luôn săn lùng mời gọi. Nói đến đây, Quỳnh Thi xin nhấn mạnh. Một điều trong con người của Hồ Văn Cường không ai có. Một điều gì trong con người của ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường đã níu chân mọi người ở lại sau loạt drama khủng khiếp. Lúc bấy giờ Cường mới chỉ là một chàng trai vừa tròn 18 tuổi, ăn chưa no, lại lo chưa tới. Hai điều gì khiến người hâm mộ, FC nhà xanh đọt chuối không hề giảm mà lại tăng lên gấp đôi, gấp đến 3 lần so với những năm về trước, kể từ khi Hồ Văn Cường đoạt giải quán quân Việt Nam Idol Kids 3. Điều gì đã làm cho hàng ngàn con người ngày đêm phải thương nhớ và khởi nguồn cảm hứng để viết nên những trang thơ, đoạn văn hay thay cho lời yêu thương trao gửi đến với Cường và không ngừng cài view để giúp cho những bài hát của cậu vượt lên top. 4. Điều gì đã tạo động lực cho bao người kém may mắn, hạn chế về sức khỏe nhưng vẫn thức khuya dậy sớm, luôn âm thầm dỗi theo mỗi bước chân của Cường trong cuộc hành trình hoạt động nghệ thuật cũng như việc học tập bằng những bó hoa tiền những món quà dù to hay nhỏ để thương tặng cho nam ca sĩ năm điều gì đã thúc đẩy bao người chấp nhận đánh đổi đấu tranh trước mọi truyền thông bẩn trước những ý kiến tiêu cực để bảo vệ hồ văn cường và họ sẵn sàng tạm gác mọi công việc để sách bao lâu lên đường mỗi khi cường có sâu diễn dù bất kỳ ở nơi đâu họ luôn bám theo cậu ấy mãi không tách rời và chắc chắn rồi câu trả lời đó đối với người hâm mộ trong ngôi nhà chung của đại gia đình xanh đọt chuối phải nghiêm túc mà nói rằng vì yêu cường mà đến vì sao út cường lại làm cho một doanh nhân như nguyễn đức thụy phải rơi nước mắt và bằng mọi giá để kéo cường khỏi vòng xoáy của thị phi vì sao ông hoàng nhạc xến ca nhạc sĩ ngọc sơn chấp nhận tai tiếng để nâng đỡ diều dắt hồ văn cường và xem cường như viên ngọc cần được mài giũa cũng như ca nhạc sĩ sơn hạ và nhiều người yêu thương cường nhiều đến thế với hình ảnh của một hồ văn cường mộc mạc và hiếu thảo được biết ngay lần đầu tiên khi tham gia cuộc thi Việt Nam Idol Kids 2016, mãi cho đến tận hôm nay phẩm chất trong con người cậu vẫn như ngày nào mãi không hề thay đổi mà ngày càng trưởng thành hơn. Còn nhớ khi drama xảy ra, một số truyền thông bẩn luôn đưa tin nhằm đánh trao khái niệm và gieo tiếng xấu, không ít người có những suy nghĩ xáo trộn, nhưng rồi thời gian chính là câu trả lời cho điều đó. Fan của Cường ngày càng đông hơn, ai cũng muốn bù đắp cho cậu với cả một bầu trời yêu thương sau những ấp ức, buồn tủi, đắng cay mọi người sẵn sàng bảo vệ trở che cường, xem như con cháu trong gia đình. Trước những kẻ xấu bùa quay đối với một chàng trai mới lớn, còn quá non nớt trước sóng gió cuộc đời, cứ thế, Cường đã trở thành một cục cưng của đại gia đình xanh đọt chuối, một thứ tình cảm quá lớn, không thể quy đổi bằng tiền, mà nhà xanh đọt chuối dành cho Cường. Giờ đây Cường đã có một điểm tựa vững chất của hàng triệu bờ vai, làm cho Cường tự tin hơn để tỏa sáng. Thêm những chỉ dạy của bác bà, Cường biết cách giao lưu cùng với khán giả, với chút hài hước, Cute và nụ cười tỏa nắng, cường làm cho khán giả yêu thương cậu nhiều hơn. Nói đến live show 30 tháng 4 vừa qua, ngoài vóc dáng lịch lãm và sự hài hước dí dỏm, đi cùng là nụ cười cute của cậu, thì giọng hát vẫn luôn là một lực hút mạnh mẽ khi cường biết cách chiều fan. Như ban giám khảo Việt Nam Idol Kiss lúc bấy giờ, họ đã từng đánh giá giọng hát của cường, nó đã chạm vào ngõ gách trong sâu thẳm tâm hồn người nghe. Điều đặc biệt nhất của Hồ Văn cường là khi hát về quê hương, hát về mẹ cường đã làm cho người nghe cảm xúc trào dâng. Đối những ai đang còn mẹ, ước được bên mẹ thật lâu hơn nữa, những ai không còn mẹ, lại nhớ mẹ nao lòng, còn những ai xa quê, lại càng nhớ về quê hương ra giết đến khôn nguôi. Quỳnh thì chắc chắn một điều, dẫu lời bài hát có hay đến đâu chăng nữa, nếu không có đủ cảm xúc thì không thể đưa khán giả lên đến đỉnh điểm. Còn với Hồ Văn Cường, em có một tấm lòng hiếu thảo, thương cha, thương mẹ nhiều như thế. Và lại là người xuất thân từ một gia đình nghèo, và xa quê từ rất sớm, nên giọng hát của cường mới truyền tải hết cảm xúc và luôn đong đầy đến với khán giả, làm cho trái tim của khán giả phải tan chảy. Vì vậy cho nên số đông khán giả, họ thường thủ thỉ và bảo với nhau rằng, nghe cường hát hoài không bao giờ biết chán. Vừa rồi là những chia sẻ theo góc nhìn của Quỳnh Thi, hy vọng bên dưới quý vị chúng ta để lại những comment tích cực nhất khi nhìn nhận, lan tỏa và chia sẻ video này đến cộng đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ tiếng nói của Quỳnh Thi cũng như út cường nhà xanh chuối